Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp báo cáo về đề xuất hỗ trợ người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành vé số kiến thiết. Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong đồng ý hỗ trợ người bán vé số lưu động đang sinh sống trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do tạm dừng phát hành vé số kiến thiết với mức 750.000 đồng một người. Số tiền này được chi từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Như vậy, số tiền hỗ trợ trên tương đương 50.000 đồng một người một ngày trong vòng 15 ngày ngừng việc làm. Tổng số tiền dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi gần 9 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các quận huyện rà soát, tổng hợp danh sách gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng triển khai, sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 2 tháng 4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn do dịch COVID-19 tác động, làm giảm thu nhập, ngừng việc làm. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.